Em mở ra xem đi. Chiếc đồng hồ phong cách hiện đại này sẽ hợp với tính cách năng động của em. Anh hy vọng là nó sẽ luôn ở bên cạnh em những khoảnh khắc quan trọng. Chứ nó không chỉ đơn thuần là một chiếc đồng hồ. Em đeo rất đẹp. Tổng giám đốc đang trên đường đến đây. Tự nhiên lại đến đây làm gì ạ? Đang yên ổn thì sao lại về? Nhanh lên! Rồi đi về đi về. Tin thật hay ảo đấy? Thật 100%. Ông chuẩn bị mà lo đối phó đi. Thế mấy năm nay bà có biết ông đi đâu không? Thì nghe đâu là đi mở mang bờ cõi, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới cho công ty. Tin đồn thì là như vậy. Nhưng mà tôi thì tôi nghe nói là hình như là tổng giám đốc đã bỏ bê phó tổng để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Con này. Dạ. Thằng Minh về rồi. Chuyện hôn nhân còn tính sao đây? Bố vội gì? Con muốn cho anh ấy thêm chút thời gian nữa. Phải cưới sớm đi. Để giang sơn thu về một mối. Hoàng thổ sẽ là của con. Bố, con yêu anh Minh và cũng yêu hoàng thổ. Nhưng con không đến với anh Minh vì hoàng thổ. Bố biết mà. Vì con gái của bố chưa biết nhìn xa trông rộng. Cậu tới đây làm gì? Tôi đến để tiễn bà thêm một đoạn đường cuối. Cậu ra khỏi đây ngay. Cậu cút đi. Cậu cút ngay. Không tôi gọi người bây giờ. Tôi đang nghĩ là không biết khi bà chết đi rồi thì chồng bà có chào đón bà ở thế giới bên kia không? Không. Hay là bà sẽ giết chết ông ta thêm một lần nữa? Cậu... cậu... cậu cút đi! Bà đi chết đi! Cút đi! Rồi sẽ